lại là mau xem một thanh niên làm chùm trong khu phố chuẩn bị nha. Vậy thì đây là phiên bản điện thoại nên chắc chắn nó sẽ khác trên phiên bản PC, nên cái cốt truyện này mình sẽ kiểu như là mình sẽ không có skip qua nha. Đó, má bị cảnh sát bắt liền. Dễ gì vậy? Có làm gì đâu má, hàng cấm hả? Thôi quay, giơ tay lên mà quay. Ủa gì vậy ba, mới vô? Rồi, mới vô bị bắt rồi các bạn. Nani? Rồi, mới vô nhìn mặt chẩu thiệt chứ. Thế à. Mà sao biết được hai người ta, hai điêu. Hello motherf***. À đó, bắt đầu nhìn mấy ông cảnh sát đúng thiệt. Lên xe không ai? Nó chửi rồi các bạn. Chết mò chúng mày à. Chết nó mới nói cho mình rồi các bạn. Mấy ông cảnh sát nè. Về đây. Ok, mình skip qua nó xàm quá các bạn. Đâu giờ mình sẽ lên chiếc xe đạp phải. Ok. Ui. Đó, chạy xe láo thiệt các bạn. Giờ đâu ta? Yep. Mẹ chạy xe. Thôi rồi, chạy xe nhìn là biết ngon. Ủa gì vậy? Bóp không? Bóp kèn. Bóp không? Bóp kèn lại nè con. Rồi, chiếc xe đẹp con nhóc. Xe đẹp đó con nhóc. Hey, what happened? Cả tao mày, quấn lộn không? Nó lên, quẹo, ngon. Ê, nhầm, tao xin lỗi. Các bạn, mình sẽ qua bên CJ của nó các bạn nè. Đèn đỏ dừng làm gì ba? Trời ơi, ôi trời, coi lết kìa các bạn. Đúng ngon. Tới rồi, gì vậy? Xuống xe. Đục, mẹ, chửi tao mày. Ê. Ê, đừng để đi vô nhà, quýnh chip mỏ, gì vậy, tao làm gì đâu. Mày, chửi tao, tao con đỉ. À, cảnh sát, bà má nó chạy kìa. Hay đâu ta, à cái đó, không phải cái tiệm này lộn hả bạn, lộn tiệm. Cái tiệm đằng sau. Ủa, chưa chết hả? Này, chưa chết, đứng lên. Ăn cướp đi con. Thì sao đây? Nhưng nào, ôi bên kia có đường mà mình không đi các bạn. Phút ra. Cảnh sát. Vãi. Nó dưới cầu. Phải đi này, như đây. Đây, á, nhạo mình bạn. À, ngon, nhạo mình. Thôi. Big Smoke. Về nhà. Ui, kiểu như, ui, ở đâu vậy? Tôi đang ở đâu bạn ơi? Ôi, bạn đó bạn. À, giờ gặp thằng bạn nó nên mình skip qua thì cày thế nha. À, gặp bạn hả? À, rồi quýnh lộn nè. À, về gặp băng của nó hay sao á? Tụi quýnh lộn. Rồi, có cái băng nè các bạn ơi. Trời ơi, cảnh sát nó còn dí theo nữa. Mẹ nó chửi cái... Phải thanh niên, mấy thanh niên lên xe đạp chạy nữa chứ. Thiệt luôn hả? Thôi rồi. Đâu với mày đâu, dẫn. Vãi mấy thanh niên thì. Đi. À, mình là CJ các bạn. Ê, má nó bắn mình. Ôi. Nghĩ mẹ mày, má thấy tao đi xe đạp ăn hiếp. Ơi anh em. Nú má. Đâu, chạy. Chạy nhanh lên. Cảnh sát, cứu em. Gì má, tao chạy xe đạp bên dưới tay. Ơi, quẹo. Trời ơi. F1, ông cuối F1. Hui. Á, ngon không? Hui, trời ơi. Lẹ. Ê, tới rồi bạn. Trời ơi. Mấy hàng chạy xe phế vật thiệt bạn. Mấy hàng chạy xe hơi phế vật thiệt. Chạy con lại nữa. Trời ơi. Nhanh lên. Come on. Đúng. Tưng lên. Đủ ngon. Trời. Ôi, đủ xanh. Đâu vậy? À, đây. Rồi, chơi mấy bạn nó rồi. Ủa, đâu? Ôi trời. Mẹ, láo thiệt, chạy xe láo thiệt. Ủa, đi nào nha? Ngon. Ê. Oh, hello mẹ. Nó chở tao mày ơi, chứ. Sao nó chạy đường toàn đường rừng không hả các bạn? Mẹ, đường rừng. Trời. Toàn đường rú gì mà bắt nó mình dí theo bạn. Đù, có sân trượt nữa bạn, ngon không? Nè. Ngon. Trời ơi, bờ đồ vậy. Chạy láo không? Chạy thấy tức rồi. Thôi rồi. Ê. Ui, trời ơi, nhảy đi con. Mấy này chạy đâu bạn? Chờ tao mày ơi. Vui bạn. School kill, cycling skill upgrade. À, mình có thể bay được. Ôi.
À, xe của bố mày, mày dám chạy tung hả? Ôi thôi, mình đang làm nhiệm vụ bạn, không thì láo chó được tới hả bạn ơi. Nè. Yes, bốn thanh niên. Bốn thanh niên của mày, mày không biết mấy này nó chơi lớn không nhỉ? Mày gì sao đi hết rồi? Rồi xong rồi bạn ơi, xong nhiệm vụ á. Giờ làm gì ta? Nào đi vô coi. Đi vô. Mở cửa đi. Nào, lưu game bạn. Thấy gì vậy? Giờ làm gì? Coi lên lầu coi, khám phá nhà của CJ coi. Này là gì? Còn ngủ của nó bạn. Hú, đẹp trai. Hả, à, phòng thay đồ. Ôi, vô lại. Trời ơi, thay đồ hả? Thay được gì các bạn ơi? Ok. Đây là phòng ngủ của mình. Ui. Có cái camera nữa. Ngon. Đâu đâu mình sẽ đi làm nhiếp ảnh giá bạn. Rồi có thằng rider gì bên đây nữa bạn ơi. À, nhà hàng xóm mình bạn. Ơi. Lô, giờ đâu ta? Nó kêu mình đi đâu các bạn? Nó phải kiếm chiếc xe. Ồ, có chiếc xe này chụp ngon. Giờ đâu bạn? Hello. Tốt. Đâu có xe không ta? Trời ơi má ơi, không có xe các bạn. Cây thiệt. Mày sao? Đâu giờ qua chuyến nợ ha ta? Ồ, má ơi cái thành phố nè các bạn. Trời ơi, mình chỉ mới đi vô đây thôi nha mấy bạn á. Trời ơi, rộng lắm luôn á các bạn. Các bạn có thể bạn ủng hộ series này ha. Ờ, mình làm tuốt tuột tuột luôn. Nên nhớ là vậy nha. Đâu qua mình hỏi lại thằng này các bạn. À, bạn đó. Thằng bạn đó bạn qua gặp bạn đó làm nhiệm vụ gì nó đó. Cay thiệt nha. Ăn rồi làm nhiệm vụ chưa phá game thế nào. Giờ đâu? À giờ đi qua cái chấm vàng trên bản đồ bạn thấy không? Xanh đó. Cây. À coi chạy xe coi. À, nói chuyện. Mày xuống xe. Mày sủa không? Con mẹ mày dám hả mày? Ê nó đụng mình kìa. Ơi. Đụng á, mày đụng á. Mày đụng. What the fuck? Rồi, nó kêu là nhanh lên kìa, không chở chip mẹ mày giờ. Kêu vậy bạn. Tới rồi bạn. Lết. Motel. Trời ơi, trình độ lái thường thường quá mà. Trình độ quá, lái quá thường thường. Yep. À, mình đi cắt tóc bạn. Mấy đầu mình có tóc đâu cắt trời. Anh đủ. Bóp kèn á. Dí. Chết mẹ nó. Xanh. Ai tao không cố tình đâu nha. Này cố ý nè chứ không cố tình đâu. Bả nó cầm sẵn nó chơi mình luôn kìa các bạn. Có vô. Xanh. Đó giờ mua thì các bạn nãy là chỉ vô chơi ngồi chơi hả? Con mở nó. Nó giờ mới ngầu nè. Đủ. Rồi gì không? Má nhịn rồi thấy rồi gì rồi. Giờ. À giờ phải vô chơi cái tiệm pizza này các bạn. qua ăn pizza các bạn. Qua ăn pizza. Mày. Đưa tao pizza mày. Tỉnh nha con đĩ. Đạp chip mọ mày. Đây cho cái pizza coi. Đây. Chin fat motherfucker. Salad meal. Ừ. Mua này các bạn. Nó bắt mua này. Ủa thằng này láo bấy. À mua là ăn luôn. Nãy giới tìm mình nó phải cứt thiệt. Cái gì cầm súng vậy? Không chơi chó vậy?